Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong cuộc gặp gỡ mới đây với báo chí, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh đã thừa nhận mối lo trước việc Malaysia đang tăng cường sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch. Thực tế thì trong thời gian vừa qua, bóng đá Việt Nam dù đã 3 lần đánh bại được Malaysia, song đều khá chật vật. Chúng ta chỉ đánh bại họ ở trên sân nhà với các chiến thắng tối thiểu. Vì vậy, một khi mà những chú hổ Mã Lai bổ sung sức mạnh với sự xuất hiện của những gương mặt nhập tịch hoặc là có gốc gác Malaysia thì họ sẽ thực sự trở thành một đối thủ rất đáng gờm. Và trước chuyến làm khách của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tới Malaysia vào tháng 10 tới, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã cho biết Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ về thủ tục nhập tịch cho các cầu thủ có năng lực và muốn trở về cống hiến cho đội tuyển Việt Nam để tăng thêm sức mạnh cho đoàn quân áo đỏ. Chúng tôi biết là thông tin việc Malaysia tăng cường các cầu thủ nhập tịch, trận đấu với họ sắp tới đây chắc chắn là sẽ rất khó khăn. Sắp tới thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng sẽ tính toán để bổ sung nhân sự, cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh bóng đá Thái Lan, Malaysia hay là Indonesia đều đã cho thấy sự thành công trong công tác sử dụng những ngoại binh, mà phải kể tới trường hợp của hậu vệ Christian Đỗ, tiền đạo Mohamaru Sumare, hậu vệ phải Matthew Devi và hậu vệ trái Kobinong, tiền vệ trung tâm Brendan Gan hay là tiền vệ tấn công Stefano Lillipali, thì việc bóng đá Việt Nam sốt sắng với chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên chúng ta sẽ nhập tịch có chọn lọc với những trường hợp có nửa dòng máu Việt Nam, ví dụ như trường hợp của Đặng Văn Lâm, cha là người Việt còn mẹ là người Nga, là một ví dụ cụ thể. Tuy vậy nếu như nhìn kỹ thì đây không phải là điều dễ dàng dù không thiếu những tài năng gốc Việt đang chơi bóng ở trên thế giới. Có thể nói là đội tuyển Việt Nam lúc này hiện đang gặp vấn đề về nhân sự ở cả 3 tuyến, đặc biệt là ở hàng thủ. Ở vị trí thủ môn thì Đặng Văn Lâm đang phải nghỉ dài hạn tại Muang Thong United vì dịch Covid-19. Trong khi đó thì Bùi Tiến Dũng hay là Nguyễn Văn Toản cũng không thực sự được tin tưởng. Còn các cựu binh như là Nguyên Mạnh, Tuấn Mạnh, Văn Cường v.v. thì lại không có được thể hình lý tưởng hoặc là họ đã cao tuổi. Thời gian qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã rất tích cực để hỗ trợ cho thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn hoàn tất được thủ tục. Tuy nhiên đến lúc này, mọi chuyện của ngôi sao đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc vẫn chưa đi tới đâu vì các thủ tục hành chính. Với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của câu lạc bộ Slovan Liberec, thủ môn Việt Kiều Philip Nguyễn đã lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy vậy, dù rất muốn sử dụng cầu thủ này, song nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn chưa thể thực hiện được điều đó do Philip Nguyễn chưa được cấp quốc tịch Việt Nam. Suốt thời gian vừa qua, thủ môn sinh năm 1992 và gia đình đã tích cực làm hồ sơ để xin quốc tịch Việt Nam. Dù vậy, do không có đủ yêu cầu về quy định thường trú 5 năm cho nên quá trình nhập tịch của thủ môn gốc Hải Phòng đã gặp không ít khó khăn. Trước tình hình này, phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF cũng đã cố gắng hỗ trợ thủ môn Việt Kiều ở trong khả năng của mình. Điều này được Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã chia sẻ với truyền thông nước nhà. Ông nói rằng là cầu thủ Philip Nguyễn và gia đình anh luôn hướng về nguồn cội, khát khao được cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Bản thân thủ môn này cũng là cầu thủ có tài, rất xứng đáng được Việt Nam trọng dụng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rất mong muốn có được sự phục vụ của Philip Nguyễn trong màu áo của đội tuyển, cho nên cũng đang rất tích cực hỗ trợ gia đình anh tiến hành các thủ tục về pháp lý. Chúng tôi đã nghiên cứu một số văn bản quan trọng làm cơ sở cho việc nhập tịch Philip Nguyễn, trong đó thì nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Theo nội dung của nghị quyết này, Việt Nam cố gắng hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công cuộc phát triển đất nước, trong đó có thể dục thể thao. Việc được xếp ở trong diện nhân tài về thể thao sẽ giúp cho Philip Nguyễn được ưu tiên miễn trừ điều kiện thường trú 5 năm ở tại Việt Nam và biết nói tiếng Việt. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Kiều Séc phải có được tên gọi thuần Việt ở trong thời gian tới nếu như muốn có quốc tịch Việt Nam. Nếu như sớm được cấp quốc tịch trước thời gian là tháng 9, thì Philip Nguyễn hoàn toàn có thể góp mặt ở đợt hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 8 để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều này cũng sẽ giúp cho tăng cường tính cạnh tranh trước khung gỗ của đội tuyển Việt Nam, nơi mà Đặng Văn Lâm vẫn đang thể hiện sự nổi trội hơn các thủ môn còn lại. Tài năng của Philip Nguyễn được thể hiện rất ấn tượng tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Báo chí Malaysia cũng đã phải phát sốt lên vì điều này. Giới truyền thông của Malaysia đã tỏ ra hết sức ấn tượng với khả năng giữ sạch lưới của thủ môn Philip Nguyễn. Thủ môn Philip Nguyễn đang có những màn trình diễn khá ấn tượng sau khi giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc trở lại thi đấu. Ở những trận đấu gần đây, anh đều thi đấu cực kỳ chắc chắn và hiệu quả, qua đó giúp cho Slovan Liberec giành được 6 điểm tuyệt đối để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Có thể nói Philip Nguyễn lúc này đang có phong độ rất cao tại Slovan Liberec. Theo một thống kê thì anh mới chỉ để lọt lưới đúng 2 lần trong 8 trận chính thức
và giới truyền thông Malaysia đã tỏ ra hết sức ấn tượng với khả năng giữ sạch lưới của thủ môn Philip Nguyễn. Tờ Vogue của Malaysia đã bày tỏ rằng Philip Nguyễn đang có phong độ cực cao cùng với đội bóng chủ quản Slovan Liberec. Đẳng cấp của anh là sự khác biệt mang đến những chiến thắng cho đội nhà. Nếu như Philip Nguyễn được cấp quốc tịch Việt Nam ở trong thời gian tới để tham dự các giải đấu cùng với đội tuyển Việt Nam vào cuối năm, thì đây thực sự sẽ là một thông tin không vui với người hâm mộ bóng đá Malaysia khi mà chúng ta đang phải cạnh tranh gay gắt với họ trên nhiều đấu trường. Đây không phải là lần đầu mà báo giới Malaysia tỏ ra e ngại nếu như đội tuyển Việt Nam sở hữu thủ môn Philip Nguyễn. Trước đó thì một tờ báo của nước này cũng đã viết rằng với phong độ ổn định, thủ môn người Cộng hòa Séc gốc Việt đang gây được sự chú ý với huấn luyện viên Park Hang-seo. Với việc Đặng Văn Lâm phải nghỉ một thời gian dài vì dịch Covid-19, Philip Nguyễn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng muốn hoàn tất các thủ tục liên quan đến Philip Nguyễn để chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam ở trong tương lai lâu dài. Sau nhiều lần khẳng định mong muốn được về khoác áo đội bóng quê hương, thì mới đây Philip Nguyễn cũng tiếp tục đưa ra một tuyên bố đanh thép, khẳng định rằng mình không bao giờ từ chối việc khoác lên mình tấm áo đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Philip Nguyễn đang được đánh giá là một trong những cầu thủ gốc Việt thi đấu thành công nhất ở nước ngoài. Hiện anh đang là thủ môn số 1 của câu lạc bộ Slovan Liberec tại giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Mùa 2018-2019, thủ thành cao 1m91 này đã giành danh hiệu thủ môn hay nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc, dù anh chỉ chơi có 26 trên tổng số 30 trận cho Slovan Liberec. Với việc thi đấu ở vị trí thủ môn thì Philip Nguyễn sẽ gặp ít khó khăn nếu như anh được gọi lên tuyển. Trong một chia sẻ mới đây thì đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận rằng vị trí thủ môn ít chịu ảnh hưởng ở trong đội bóng. Điều này mở ra những hy vọng cho Philip Nguyễn trong việc được nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập lên đội tuyển quốc gia ở trong tương lai. Tất nhiên là điều này sẽ chỉ xảy ra khi mà anh được cấp quốc tịch Việt Nam. Ngoài Philip Nguyễn, thực tế thì cũng không còn nhiều cái tên ngoại binh tiềm năng để huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sử dụng cho đội tuyển Việt Nam. Alexander Đặng từng nổi lên như là một cái tên lý tưởng để thay thế cho Anh Đức, song tất cả đều tan biến khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo sang tận Na Uy để xem dò cầu thủ này và đánh giá trung phong này không có quá nhiều điểm vượt trội. Trong khi đó thì những Jackson Quang Vinh Pedan hay là Kevin Bùi hay là Patrick Lê Giang cũng là một vài cái tên được giới truyền thông nhắc tới mà không hề có một sự liên hệ từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay là từ cá nhân ông Park. Cách đây chưa lâu thì nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng từng cho biết rằng mình đang nắm trong tay hồ sơ của hơn 10 cầu thủ Việt Kiều đang chơi bóng ở tại nước ngoài. Song dường như là không có nhiều cái tên gây ấn tượng với vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam ngoài Philip Nguyễn. Chính vì vậy, thầy Park cũng đã tâm sự rằng các cầu thủ Việt Kiều sinh ra ở nước ngoài không hiểu văn hóa Việt Nam, từ cách tư duy, suy nghĩ không phải là của người Việt Nam. Nếu như ngôn ngữ bất đồng, tư duy khác biệt thì hòa nhập thế nào đây? Và vấn đề quan trọng ở đây là nếu như cầu thủ thực sự tài năng và vượt trội hơn so với cầu thủ Việt Nam thì chúng ta cần họ, nhưng nếu trình độ chỉ ngang ngang chúng ta thì cần phải suy nghĩ cho thấu đáo. Từ suy nghĩ đó thì có thể thấy rằng cơ hội để cho các cầu thủ Việt Kiều được góp mặt ở đội tuyển Việt Nam là đã khó, chứ chưa nói đến việc là giành được một vị trí chính thức ở trên tuyển. Và khi chưa xuất hiện những ngôi sao Việt Kiều thực sự nổi bật, tham vọng bổ sung chất ngoại cho đội tuyển Việt Nam của Liên đoàn bóng đá Việt Nam thực sự là vẫn khó thành hiện thực. Cho đến thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam đã quay trở lại hoạt động được 2 tháng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cộng sự của mình vẫn rất tích cực ở trên các khán đài để theo dõi và tìm kiếm những tài năng cho bóng đá Việt Nam. Cũng vì khó khăn cho nên huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải mở rộng danh sách tuyển chọn cho đội nhà bên cạnh những con người cũ trước đây nhằm đủ nhân lực chuyên môn để phục vụ cho 2 giải đấu vào cuối năm nay là vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020. Theo như chiến lược gia người Hàn Quốc, dù chưa chính thức đưa ra danh sách nhưng trong đầu đang có khoảng 100 cầu thủ thuộc diện theo dõi đặc biệt trước khi triệu tập lên tuyển Việt Nam vào tháng 9. Nhìn danh sách cũ suốt 2 năm qua mà huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên tuyển, cộng thêm một số gương mặt trẻ từ U22, U23 thì về cơ bản vẫn còn rất nhiều vé dành cho các tân binh cho các lần tập trung tới đây. Đấy là chưa kể nhóm cầu thủ cũ nhiều cái tên đã đánh mất phong độ hoặc là bị chấn thương để cho cánh cửa khoác áo đội tuyển Việt Nam dành cho những cầu thủ và những tân binh chơi ổn định từ đầu mùa sẽ lớn hơn. Nói một cách ngắn gọn lại là cơ hội lên tuyển Việt Nam vào lúc này thực sự là dễ nhất trong 2 năm vừa qua kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân. Theo thói quen của huấn luyện viên Park Hang-seo, cơ hội dành cho những cầu thủ mới là không hề dễ dàng. Nhưng sự phân tích lần này thì mọi chuyện sẽ khác vì tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn về mặt nhân sự. Tuy nhiên, nói dễ thì không có nghĩa là chỉ cần chơi tốt và lóe sáng vài trận đấu là được lên tuyển Việt Nam. Trái lại, điều mà ông Park cần vẫn là nằm ở sự ổn định suốt mùa giải và điều này dường như là chưa được các tân binh nắm bắt cơ hội.
Điển hình như hiện tượng Xuân Nam của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, sau vài trận đầu tiên chơi xuất sắc và ghi bàn đều đều, tưởng chừng như là cánh cửa lên tuyển sẽ rộng mở với cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Bầu Hiển. Thế nhưng mà mọi chuyện đang đảo chiều với Xuân Nam sau lời khen có cánh hồi đầu mùa, bởi kể từ khi bóng đá Việt Nam trở lại sau dịch cúm Covid-19, với những gì mà cựu vua phá lưới giải hạng nhất để lại thực sự là khá tầm thường. Không ghi bàn và thi đấu thiếu ấn tượng suốt vài vòng đấu vừa qua là những gì mà chân sút được kỳ vọng có thể thay thế cho Anh Đức, hoặc ít nhất là cũng như là những nhân tố mới ở tuyển Việt Nam tới đây để thể hiện. Và không chỉ có Xuân Nam, nhiều cầu thủ được kỳ vọng là sẽ cạnh tranh một tấm vé lên tuyển để dự vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 như là Phi Sơn, Ariano Smith, Khắc Ngọc cũng đang chơi khá phập phù. Cánh cửa lên tuyển là rất rộng, thế nhưng mà xem ra cũng chỉ dành cho những người biết nắm bắt, chắt chiu chứ không phải là chỉ biết lóe sáng ở vài khoảnh khắc. Vì đơn giản là chừng đó thôi khó mà thuyết phục được huấn luyện viên Park Hang-seo, người vốn có tính chắc chắn hơn ai hết. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.